Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử trực tuyến các vụ án hình sự, điểm cầu trung tâm đặt tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, điểm cầu thành phần tại trại tạm giam công an thành phố Đà Nẵng. Bốn vụ án hình sự phúc thẩm được đưa ra xét xử trực tuyến gồm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 2001 tăng trữ trái phép chất ma túy theo khoảng 2 điều 251 bộ luật hình sự vụ án hình sự Nguyễn Đức Huy sinh năm 1993 về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khoảng 1 điều 255 bộ luật hình sự. Vụ án hình sự Phạm Thanh Toàn sinh năm 1994 phạm tội tham ô tài sản khoảng 2 điều 353 bộ luật hình sự và vụ án hình sự Trần Như Hoàng Bảo sinh năm 1991 Võ Thiện Khanh sinh năm 1998 phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khoảng 1 điều 255 bộ luật hình sự cả năm bị cáo hiện bị tạm giam tại trại tạm giam công an thành phố đà nẵng tại phiên tòa xét xử trực tuyến các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai đầy đủ các thủ tục của một phiên tòa theo quy định bị cáo có mặt đầy đủ đúng giờ nghe rõ và trả lời rõ các câu hỏi yêu cầu của hội đồng xét xử đây cũng là những phiên tòa đầu tiên được Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm thực hiện Nghị quyết số 33-2021 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến